muốn sống cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cũng vậy, nhưng anh không cưỡng lại được số trời. Một quý tử nhà giàu. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Châu. Anh sinh năm 1966 trong gia đình nhà nòi. Bố là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là nghệ sĩ Thanh Nga, chú là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, còn bà nội là Bầu Thơ. Chủ đoàn cải lương Thanh Minh, Thanh Nga, người được mệnh danh là bầu của các ông bà bầu đoàn hát cải lương thời bấy giờ. Cả gia đình theo nghệ thuật nên Hữu Châu theo nghề cũng chẳng có gì lạ. Ngay còn trong bụng mẹ, anh đã theo bà bước lên sân khấu, chìm đắm trong tiếng đờn ca. Con đường đã vạch sẵn như thế, dòng máu chảy trong người cũng là nghệ thuật nên nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cứ thế nương theo mà bước. Nói là vậy nhưng vai diễn đầu tay của Hữu Châu cũng thường lắm. Chẳng lời thoại, chẳng phải làm gì, chỉ cần á lên một tiếng ở cảnh bị móc mắt trong vở Mỹ Nhân và Loạn Tướng. Vậy là cậu bé 3 tuổi có một cắt lương do bà nội phát sướng. Nhà giàu, Hữu Châu suốt ngày được ăn ngon, mặc đẹp. Ở biệt thự, một bước xuống xe, hai bước lên xe nên bước vào trường, nhìn bạn bè, anh thấy ai cũng bèo. Vậy mà ai ngờ, chỉ trong chốc lát, gia đình suy sụp, cậu công tử con nhà giàu phải chui ra chui vào trong căn nhà lá, trời trở thì mưa rơi lột bột trên đầu, nước ngập dưới chân, rác rưởi nổi lên bình. Từ ngày 3 bữa, thức ăn ế hề rút lại còn 1 bữa, đến tháng phải đóng tiền học cho thằng Trung, cô nghệ sĩ Hữu Lộc. Cả gia đình phải ăn cháo thay cơm. Cũng vì đói nên có hôm đang diễn, anh lăn đùng trên sân khấu. Bạn diễn cứ ngỡ Hữu Châu trúng gió nên dựa vào cạo gió. Chỉ có một người biết anh đói nên âm thầm pha cho Hữu Châu cốc sữa nóng và giữ bí mật cho đến bây giờ, là nghệ sĩ. Tự trọng cũng lớn nhưng cái nghèo, cái đói nó cứ bám theo thì phải chịu. Có lần, Hữu Châu cùng bạn thân là Hữu Nghĩa học người ta ra bến tàu cương cây kiếm ít tiền đi chợ. Hai bữa đầu trót lọt, đến bữa thứ 3 thì bị tụi con nít nhận mặt, vô lại xem người nổi tiếng. Mắc cỡ quá nên cả hai quyết định nghỉ. Hữu Châu chuyển qua hát lô tô, bơm sai, mở quầy báo toàn công việc lương thiện. Kiếm được đồng ra đồng vào nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy chạnh lòng. Buồn cho mình 1, anh buồn cho mẹ 10. Từ nghệ sĩ cải lương tài sắc một thời, được bao người mến mộ, bà phải ra đường, nhặt nhạnh từng đồng từ quán trà nhỏ xíu. Có bữa đi học về, Hữu Châu nấp vào một góc, thấy mẹ ca lại mấy bài cũ mà rớt nước mắt. Nghệ sĩ mà, tự hát rồi tự mình nghe, có gì đắng chát bằng. Có hôm, cô nghệ sĩ Hữu Lộc chở anh trai chạy xô trên chiếc xe đạp của mềm, đang đi ngon trớn, cái niềm xe gãy đôi. Thằng em đứng khóc vì tiếc của, vì cực quá, trong khi thằng anh chạy bộ bán sống bán chết với gương mặt tô vẽ như yêu quái mà vẫn không kịp. Cũng trong những ngày tháng ấy, những đêm nằm ngửa mặt nhìn lên mái nhà sơ xác, anh đã nguyện phải thành công để cả nhà bớt khổ. Và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã làm được, hy sinh hạnh phúc riêng. Bây giờ khán giả đến sân khấu kịch Sai Cát cũng vì có tên anh in trên vé. Xem Hữu Châu diễn trên sân khấu ai cũng rung động. Từ vai diễn Lỗ Quý trong Lôi Vũ hay Nguyễn Trãi trong Bí Mật Vườn Lệ Chi, tất cả đều để lại dấu ấn đậm nét trong lòng những người yêu kịch. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng Hữu Châu thành công là phải thôi thôi, con nhà nòi, cháu của Thanh Nga mà không có tiếng người ta cười cho, cũng có thể người ta sẽ cười thật, nhưng họ chỉ làm thế khi không biết cuộc sống của anh có đủ những chương dài đầy đau khổ. Hữu Châu giờ không khóc được nữa, hoặc cũng có thể vì anh luôn nhớ lời bà nội, mình là trụ cột gia đình thì cô để mà không khóc. Vì ai cũng khóc thì ai biết dựa vào ai để nguôi ngoai. Ngày nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại, Hữu Châu còn bé nhưng đã cảm nhận rõ ràng sự mất mát. Đó là hình ảnh chiếc lược lạnh lẽo vả vật ở góc nhà vì không còn tóc má ba. Cách Hữu Châu gọi nghệ sĩ Thanh Nga để chải, đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà bán chuối trên đầu ngõ, nơi má ba vẫn mua cho thằng cháu cưng tấm bánh. Tiếp đó, anh trai cả qua đời trong khi đi diễn, rồi đến bố cũng bị người ta hại. Khi nghe chú báo tin dữ, Hữu Châu sững sờ nhưng diễn xong vở mới tất tả chạy về.
dòng máu chảy trong huyết quản và những gì học được ở trường đã dạy anh biết trách nhiệm đối với cái nghiệp này. Rồi bà nội cũng bỏ anh mà đi vì tuổi già, sức yếu, đến tội. Ngày tiễn cậu em út, Hữu Lộc, về với cát bụi, nắp hòm đậy lại. Anh bật khóc. Đó là khoảnh khắc Hữu Châu cảm nhận được sự xa cách mãi mãi. Năm người thân lần lượt bỏ anh mà đi. Ngoài bà nội, chẳng ai kịp để lại một lời. Dường như nỗi đau cứ chực chờ sau cánh cửa, chỉ cần nhát thấy cái dáng cao gầy là nhảy sổ vào. Danh vạch làm méo mó cuộc sống của người nghệ sĩ. Hữu Châu bây giờ chai lì với nỗi đau. Chẳng ai có đủ khả năng để làm anh tức giận. Những giọt nước mắt cũng chỉ để dành cho sân khấu. Nghe anh nói, tận cùng hạnh phúc là giọt nước mắt, và tận cùng của nỗi đau lại là nụ cười. Hai phạm trù đối lập là hạnh phúc và nỗi đau còn nhập nhằng đến thế thì tôi cần chi phải biết là đang khóc cho người hay khóc cho mình. Thấy mà thương, ai cũng nghĩ Hữu Châu sẽ suy sụp sau từng ấy nghiệt ngã nhưng đến cái quyền đó anh cũng chẳng có. Nếu anh gục ngã thì lấy ai chăm đứa cháu đầu con anh cả? Ai dạy hai đứa con của cố nghệ sĩ Hữu Lộc nên người? Tình thương và trách nhiệm không cho phép anh làm điều đó. Thậm chí, để tròn trách nhiệm trụ cột của gia đình, anh còn hy sinh cả hạnh phúc riêng. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu sợ rằng nếu anh yêu thương ai đó, lập gia đình và có những đứa trẻ, tình thương sẽ bị san sẻ ít nhiều. Vì vậy, anh chấp nhận ở không để làm chỗ dựa tinh thần và vật chất cho mấy đứa cháu. Giờ đây, ngoài gia đình, Hữu Châu chỉ có sân khấu kịch làm bạn đồng hành. Đó là nơi thỉnh thoảng người ta mới thấy anh bật khóc. Ừ, thì cũng là vì vai diễn nhưng giọt nước mắt nào cũng có trong đó ít nhiều sự xót xa. Trên đời này, có nhiều người ước muốn được sống cuộc đời của người khác nhưng nếu cho sống cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu chắc chẳng ai dám. Bởi, không phải ai cũng có thể mỉm cười khi trải qua từng ấy những nỗi đau. Không phải ai cũng thành công khi kinh qua từng ấy sự mất mát. Hữu Châu, tên thật là Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1966, là một diễn viên hài kịch của Việt Nam. Anh được biết đến qua một số tác phẩm kinh điển như vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật Vườn Lệ Chi, vai Ferdinand trong Âm mưu và Tình yêu, vai Bình trong Đừng nói lời vĩnh biệt, vai Lão ẩn sĩ trong vở Đời luận anh hùng, Lỗ Quý trong vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ. Để lại nhiều ấn tượng sau vai diễn đầu tiên đó, Hữu Châu được mời tham gia nhiều vở khác như Lá Sầu Riêng, Nhân Danh Công Lý và vở Người Tình Trẻ Xe. Anh tên thật là Nguyễn Hữu Châu, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966 tại Sài Gòn trong một dòng họ có truyền thống về cải lương. Cha là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nữ nghệ sĩ Thanh Lệ, bà nội của anh là Nguyễn Thị Thơ, chủ đoàn hát Thanh Minh. Là một trong năm gánh hát cải lương lớn nhất đất Sài Gòn vào thời điểm đó. Bà nổi tiếng một thời qua biệt danh bầu của những ông bà bầu gánh hát cải lương. Cô ruột là nghệ sĩ Thanh Nga. Ngay cả chú của anh cũng là một nghệ sĩ có tên tuổi, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Người em ruột là nghệ sĩ Hữu Lộc. Bi kịch gia đình. Tuy vậy nhưng thời gian sau này, cuộc đời Hữu Châu đã chịu nhiều đau thương vì những người thân trong gia đình anh lần lượt ra đi. Năm 1978, cô ruột anh là nữ nghệ sĩ Thanh Nga, nổi tiếng một thời qua các vai diễn trên sân khấu cải lương Sài Gòn thập niên 1970. Vợ chồng bà bị kẻ xấu dùng súng sát hại ngay trước cổng nhà riêng sau khi đi biểu diễn về. Ba. Tiếp đó vào năm 1979 là cái chết của anh ruột anh, diễn viên múa Thanh Hải. Trong một lần theo đoàn hát Thanh Minh đi lưu diễn ở miền Bắc đã qua đời vì chứng xuất huyết bao tử. An táng tại tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Bất hạnh đến với anh không chỉ dừng lại đó. Vào cuối năm 1980, cha của anh đột ngột qua đời do bị kẻ xấu ám hại. Và gần đây nhất, người em ruột của anh là nghệ sĩ Hữu Lộc cũng đã qua đời ngày 17 tháng 5 năm 2010 do tai nạn giao thông. Sau thống nhất đất nước năm 1975, cả miền Nam bước vào thời kỳ bao cấp, hàng loạt doanh nghiệp tư nhân trở thành doanh nghiệp nhà nước. Năm 1981, đoàn hát Thanh Minh do bà anh làm chủ phải tập thể hóa theo chủ trương lúc bấy giờ. Đến năm 1988 thì bà qua đời do chứng xuất huyết não. Anh tâm sự,
sự qua đời sớm của cha tôi nghệ sĩ Hữu Thìn, cô tôi nghệ sĩ Thanh Nga và bà nội tôi bà Bầu Thơ là một thiệt thòi lớn cho cuộc đời nghệ sĩ của tôi. Tôi cảm thấy quá bơ vơ khi bước vào nghề hát, cũng may còn có bạn bè, chú Bác nghệ sĩ và chú Bảo Quốc thương mến. Đó cũng là niềm an ủi để tôi hành nghề sinh sống và kiếm tiền nuôi mẹ và hai em. Khởi đầu sự nghiệp. Năm 1985, Hữu Châu tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2, nhưng sân khấu kịch thời điểm đó của Việt Nam vẫn chưa khởi sắc. Chuyện kiếm được một vị trí hay vai diễn tốt trong một đơn vị hoạt động nghệ thuật đối với sinh viên mới ra trường như Hữu Châu thật sự là một điều rất khó khăn. Anh đã phải quay sang làm nhiều công việc như bơm xe, đi cắt cây đường phố, và cuối cùng là mở một sạp báo nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Nuôi mẹ và các em nhưng cũng là một biện pháp để anh chờ thời. 4. Một thời gian sau, Hữu Châu gia nhập đoàn kịch Nói Kim Cương. Đây cũng là nơi anh diễn vai đầu tiên trong cuộc đời mình với vai thầy bói trong vở kịch Hoàng Tử và Con Gái Lão Chanh Cường. Để lại nhiều ấn tượng sau vai diễn đầu tiên đó, Hữu Châu được mời tham gia nhiều vở khác như Lá Sầu Riêng, Nhân Danh Công Lý và vở Người Tình Trẻ Xe. Vào khoảng thời gian thập niên 1990, sân khấu hài miền Nam bắt đầu phát triển mạnh. Hữu Châu cũng nung nấu ý định thử sức với thể loại nghệ thuật này. Năm 1988, anh gia nhập nhóm hài lấy nghệ danh của chú anh nghệ sĩ Bảo Quốc. Cùng tham gia nhóm hài này gồm có Bảo Quốc, Kim Xuân, Chí Hiếu, Hồng Loan và Hữu Châu. Trong lĩnh vực hài kịch, Hữu Châu bộc lộ khả năng diễn hài tốt với nét diễn tự nhiên, rạch chất nam bộ và thường để lại ấn tượng đối với người xem. Theo nhóm hài này được hơn một năm, anh cắt khỏi nhóm và đầu quân câu lạc bộ sân khấu nhỏ. Cuối năm 1990, Hữu Châu và Hữu Nghĩa thành lập nhóm hài mang tên hai người. Ngoài ra còn có sự cộng tác của một số nghệ sĩ khác. Đến năm 1991, Hữu Châu tách riêng ra, lập nhóm tấu hài mang tên anh. Diễn viên gồm có Hữu Châu, Tấn Thi, Trung Dân, Trinh Trinh. Năm 1994, Hữu Châu và nghệ sĩ Minh Nhí thành lập nhóm hài chỉ hai người diễn và lấy tên là Ban Song Tấu Hài. Thời gian này, sân khấu kịch thành phố bắt đầu nổi lên một nghệ sĩ hài Hữu Châu thành công với các vai diễn ấn tượng, là một trong những nghệ sĩ hài đắt sâu nhất thời điểm bấy giờ. Một số vở diễn tiêu biểu của anh như Thầy Đồ, Ai Lấy, Hội Ngộ, Người Giàu Cũng Khóc, Ba Gia Tứ Xuất, Nồi Cháo Gà, Sống Giả Chết Giả. Nghệ sĩ Hữu Châu, người ngồi giữa bên cạnh các đồng nghiệp, nổi tiếng với hài kịch nhưng Hữu Châu vẫn mạnh mà hơn với thể loại chính kịch. Anh từng tâm sự: dù đi tấu hài kiếm được đủ tiền nuôi mẹ nuôi em, chớ tôi vẫn mong được hát trong một vai đàng hoàng. Những vai diễn mà anh tâm đắc nhất đều là những vai chính kịch, và đặc biệt là Hữu Châu rất có duyên với các vai ông lão. Anh có một gia tài đồ sộ về các nhân vật này với hơn 100 vai già và 10 vai nữ. 4. Một số vở tiêu biểu trong số đó như vai đạo sĩ trong vở Đời Luận Anh Hùng của soạn giả Lê Chí Trung. Với vở diễn này, anh đã đoạt huy chương vàng hội diễn toàn quốc năm 1990. Đây cũng là một trong những vai diễn đầu tiên làm nên tên tuổi của Hữu Châu. Vai ông cả trong vở Cái Tráp Vàng, Mai Vàng năm 2005. Kế đó là vai chàng công tử đào hoa nhưng bạc mệnh Ferdinand trong vở Âm Mưu và Tình Yêu. Đây là một nhân vật hết lòng với người yêu nhưng lại mù quáng rơi vào cạm bẫy để rồi mang lại cho chính người mình yêu một cái chết đầy bi thảm. Vai chính Nguyễn Trãi trong vở Bí Mật Phường Lệ Chi, đây là vai diễn mà anh đầu tư công sức nhiều nhất, đến nỗi khi vở diễn đang đến hồi cao trào, Hữu Châu đột ngột ngã quỵ vì quá đuối sức sau thời gian tập luyện căng thẳng, nhưng ngay sau đó anh đã trở lại sân khấu và tiếp tục diễn. 6. Đây cũng là vở diễn mà anh giành được giải Nam nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng năm 2007. Ngoài ra còn phải kể đến các vai như ông Vạn Tuế trong vở Lò Heo Quay và vai ông Minh trong vở kịch Anh Xui Chị Xui. Ngoài lĩnh vực sân khấu hài kịch, Hữu Châu còn tham gia vào một số bộ phim điện ảnh và truyền hình như vai ông Bảy trong phim Đam Mê, vai ông Bình trong phim Cuộc Chiến Hoa Hồng của đạo diễn Đinh Đức Liêm, vai Hoàng trong phim Cái Bóng Bên Chồng, vai thầy thể dục trong phim Hài Giải Cứu Thần Chết.
Bên cạnh đó, Hữu Châu cũng thử sức với vai trò là một đạo diễn sân khấu. Anh đã dàn dựng thành công một số vở diễn như Quan Huyện Về Làng. Do những đóng góp và thành tựu của mình trong nghệ thuật, Hữu Châu được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012. Sự nghiệp, sân khấu, Bí mật Vườn Lệ Chi, vai Nguyễn Trãi, Âm mưu và tình yêu, vai Ferdinand, Đừng Nói Lời Vĩnh Biệt, vai Bình, Đời Luận Anh Hùng, vai Lão Ẩn Sĩ, Lôi Vũ, vai Lỗ Quý, Hoàng Tử Và Con Gái Lão Chăn Cường, vai Thầy Bói, Lá Sầu Riêng, Nhân Danh Công Lý, Người Tình Trẻ Xe, Cái Tráp Vàng, vai Ông Cả, Lò Heo Quay, vai Ông Vạn Tuế, Ông Xui Bà Xui, vai Ông Minh, Thầy Đồ, Ai Lấy, Hội Ngộ, Người Giàu Cũng Khóc, Ba Gia Tứ Xuất, Nồi Cháo Gà, Sống Giả Chết Giả, Kịch Sai Cáp, Ngày Sửa Ngày Xưa, Tấm Cám, vai Dì Ghẻ, Giới Mèn Phiêu Lưu Ký, vai Chú Kiến Con, Hoàng Tử Sọ Dừa, vai Công Tử Nhâm, Cô Bé Lọ Lem, vai Con Mèo, Người Đẹp Và Quái Vật, vai Tòn, Công Chúa Chích Chòe, vai Chó Sói Mỹ Lệ Tuyền, Aladdin Và Đủ Thứ Thần, vai Phù Thủy A-La-Chin, Huyền Thoại Nữ Thần Ly Kim Chi, vai Chúa Quỷ Kim Nam Châm, Nàng Bạch Tuyết Lạc Bảy Chú Luồn, vai Gương Thần, Nát Gia Đại Náo Thủy Cung, vai Thái Tử Ngao Bính, Sơn Tinh Thủy Tinh, vai Con Giả Tràng, Hoàng Tử Ai Cập, vai Bò Cạp Diêm Dú, Chuyện Thần Tiên Sứ Phù Tang, vai Nữ Thần Bóng Đêm, Chàng Lang Thang Và Nàng Tùy Tiện, vai Thần Lung Linh, Phù Thủy Lắm Chiêu, vai Quái Nhân Ngu Nơ Nộc, Tề Thiên Đại Thánh Đại Chiến Hồng Hà Nhi, vai Hồng Hung Hăng, Cậu Bé Khoai Lang Tây Và Ba Bà Tin, vai Bà Tin Ta An Y Bé Hoa Hồng, An Ly Và Thần Văn Giá, vai Thần Ru Ngủ, Những Đứa Con Của Rồng, vai Bà Bạch Tuộc, Võ Công Tiểu Quái, vai Công Tử Bột, Phim Ảnh, Đam Mê, vai Ông Bảy, Cuộc Chiến Hoa Hồng, vai Ông Bình, Cái Bóng Bên Chồng, vai Hoàng, Giải Cứu Thần Chết, vai Thầy Thể Dục, Kẻ Dối Trá Chân Tình, vai Ba Của Các Tin, Tết Ơi, Sơn À, vai Ông Thìn, Hoa Vàng Nơi Ấy, vai Bóng Mùi, Hoa Hồng Không Dành Cho Em, Áo Gió Bụi Hồng, Vua Sân Cỏ, Hotel Transylvania 2, vai Bá Tước Dracula, Lồng Tiếng, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần, vai Ông Già Noel Nicholas St. Not Lồng Tiếng, Túng Cổ Đại Gia, Cuộc Chiến Quý Ông, Vòng Vây Hoa Hồng, Mắt Lụa, Ba Ơi, Mẹ Có Về Không, Chiếc Vòng Ngọc Huyết, Tổ Ấm Gió Lùa, Kẻ Thù Giấu Mặt, Nữ Cảnh Sát Tập Sự, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, 4 Năm, Hai Chàng, Một Tình Yêu, Giả Tâm Thiên Thần, Lô Tô, vai Đực Trên Lệ Liễu, Nhóc Trùng, vai Francis, Francis, Lồng Tiếng, Mặt Nạ Tình Yêu.